Vâng, xin chào quý vị. Cuốn video này thì tôi với anh Hiệp gửi tới quý vị một số các cái tác phẩm to tại sân vườn hợp tác xã Thăng Long. Đây với giới thiệu với quý vị đây. Một cây xanh Nam Điền cổ này. Cái này đợt này đang lên cái lứa lộc non mới. Cây đang rất đẹp. Vâng. Bóng này, quý vị nhìn rất là rõ, bông bóng. Vâng, cây xanh cổ già lắm. Cây này thì nó là một cây đẹp và giá trị cũng cao. Đang được một xã viên ở dưới Hà Nội là đặt tại trung tâm sân vườn cây cảnh Thăng Long đây. Hội viên này của hợp tác xã cây cảnh Thăng Long có rất là nhiều các cái tác phẩm đẹp chất lượng, tạo nên một sân cây phải nói là ngày càng tuyệt vời của câu lạc của hợp tác xã hoa cây cảnh Thăng Long. Đây quý vị có thể thấy cây rất là già và vì là cây mịn cho nên là các anh ấy cô bóng cô chậu chuẩn luôn. Cái này kích thước như nào nhỉ anh Hiệp nhỉ? Cái này đường đẹp kính thế. Của bệ là được 90. Đường kính bệ 90. Đo cái chậu chiều dài là được 1m3 đấy. Nó gần kín hết chậu này. Chiều cao là được 1m35. Tàn rộng là 2m2. Vâng. Cái này phải mấy trăm triệu anh nhỉ? Giá bác các bác đang nhờ báo hộ là 350 triệu. Vâng đấy quý vị ạ. 350 triệu. Cái việc sẽ thay mặt các bác báo hộ thôi nhá. Nhưng mà đẹp lắm quý vị. Cây xanh Nam Điền. Rất là mượt. Vâng, ok anh. Đây là cặp sung. Vâng, sung trồng ở trên một cái vại. Sung này là cao là 60. Vâng. Tàn đổ cũng là 55. Cái này giao lưu với anh em 1,5 triệu. Vâng, 1,5 triệu. Đây, bên này hợp tác xã có một cây nữa. Bên này cũng cây này cũng 1,5 triệu anh em nhé. Vâng. Chú quay mặt trước và mặt sau cho để gửi đến các bác. Hai cây xem nhau. 1,5 triệu một cây anh em nhé. Tức là 1,5 triệu một cây. 1,5 triệu. Hai cây quý vị ạ. Ok anh. Một... Đây là một cây tùng tùng cối dáng trực. Tùng cối dáng trực. Dáng não rất đẹp này anh em. Cây tùng cối quý vị ạ. Cây này hoành được 27. Chiều cao được 1m4. Tàn 90. Cây này giao lưu với anh em là bằng 5 triệu. 5 triệu. Vâng, cây trúc Phật Bà. Trúc này mình có hai khóm trúc nhé. Vâng. Mỗi khóm 3 cân. Mình đo tổng thể chiều cao từ mặt đất lên anh em nhé. Để anh em quan sát. Từ mặt đất lên là được 1m3. 3 thân này thì giao lưu với anh em là 2 triệu một thân, một khóm. 2 triệu một khóm ạ. 2 triệu một khóm. Đấy, đây hợp tác xã có 2 chậu trúc Phật Bà quý vị ạ. Ok anh. Đây một đôi Nam Điền dán chữ huyền. Đẹp quá nhỉ, hợp tác xã vừa lọc ra. Lọc lá đầy đủ hết. Tuyệt vời đấy. Lọc ra nhìn
chất ngất luôn đấy ạ. Tôi đo cái hoành chú cổ này là được 70 chú mạnh này. Vâng. Chiều cao từ mặt chậu lên là được 88. Tán đổ là được 1m7. Một đôi này, bên này một cây, bên kia một cây là bằng 60 triệu. Là 30 triệu một tác phẩm. Đây, hợp tác xã có hai chậu. Một đôi đấy. Xanh trực huyền. Đôi này mà anh em để ở nhà mới trước cửa nhà tuyệt vời luôn. Trước biệt thự nhà mình ấy. Chấm hết luôn. Đẹp lắm. Đôi xanh Nam Điền trực huyền. Chơi kiểu lối cổ ngày xưa các cụ mà. Bền vững mãi mãi luôn. 30 triệu một tác phẩm anh em nhé. Vâng. Số mình đo bên kia hai cây như nhau. Có 30 triệu rồi. Rất là già. Đẹp, tuyệt vời. Vâng, ok anh. Đây giữa có cây xanh quê này. Đây một cây xanh dáng đẹp à? Bóng tròn, này đẹp thế. Trước tuốt ra này bật lộc lên, mỹ mãn luôn. Quá được đấy anh ạ. Rất đẹp, cây rất đẹp. Tròn bóng. Cái này thì mình đo cái bể cho các anh em quan sát nhé. Cái bể chiều dài là 1m6. 1m6. Chiều rộng là 1m2. Cây ở gần kín bể đấy. Tàn rộng là 2m9. Chiều cao là 1m8. Hoành đo chỗ cổ thân này này là được 140. Sáu mươi năm triệu cửa. Giá 65 triệu. Sáu mươi năm triệu quý vị ạ. Vâng, tiếp một tác phẩm xanh quê nữa. Trực quả núi. Cây sáng trực núi quý vị ạ. Già nhờ. Cái này dọn sạch sẽ đi một chút anh em à. Cây này hoành được 160. Hoành 160. Cao 1m. Tàn 1m2. Cây này giao lưu với anh em 10 triệu. Vâng, một cây xanh quê trực núi ạ. Rất là già. Cây dáng cổ ngày xưa. Hợp tác xã giao lưu có 10 triệu thôi. Si à anh? Đây là cái si búp hồng. Nhìn trắng trắng này. Hoành được 50. Cao 50. Tàn 50. Cái này giao lưu với anh em 5 triệu. 5 triệu cây si búp hồng.
5 triệu vĩa. Vâng, đây là cây xanh điền. Xanh nam điền, dáng trực hoành. Cây rất già. Già lắm ấy. Ừ, già lắm. Đây anh em nhìn ạ. Quay chi tiết cho anh em nó ngắm. Quay ai để gửi cho. Quay hết một lượt đi xong mình đo cho nó ngắm kỹ. Vành 140. Cao 90. Tàn 1m1. Này giao lưu với anh em 10 triệu. 10 triệu. Ok anh. Đây bên này cây lục vừng. Cây lục vừng. Cây già thế nhỉ. Tích tụ phát lộc. Vâng, cây lục vừng. Cây này hoành là 80. Cao 60. Tàn 80. Mặt trước mặt sau. Cái này tầm 30 đấy nhỉ? Không, cái này 15 triệu. Già đẹp thế này. 15 triệu quý vị ạ. Duối. Cái duối đẹp à? Đẹp. Duối này vằn lá đẹp lắm. Tỉa lá đi. Hoành được 30. Cao 50. Tàn 50. Cây này giao lưu với anh em 5 triệu. 5 triệu thế à? Rẻ thế. Đây, cây đa đây. Cây đa dáng nào đẹp không? Đa nhỏ không? Hơi nghiêng để hơi bị siêu. Đà rất dài. Hoành 120. Cao 80. Tàn 90. Cái này giao lưu với anh em này 8 triệu. Quý vị ạ. Đây một cây xanh nam điền. Xanh quê. Xanh quê à? Cây xanh quê, già. Quê rất già. Hoành 70. Cao 65. Tàn 90. Cây này giao lưu với anh em à? 8 triệu. Vâng, 8 triệu. Cây đa. Cây đa. Cây đa giao lưu với anh em 4 triệu. Hoành 40. Cao 75. Tàn 90. Cây này giao lưu 4 triệu. Ok. Tùng này đẹp thế nhỉ? Tùng đẹp à? Bóng đẹp thật, công nhận. Thừa nhận là đẹp. Lên bóng lộc đẹp thế. Đi Tùng là hán anh em nhé. Hoành là 33. Cao là 80. Tàn là 1m. Cây này giao lưu với anh em là 9 triệu. 9 triệu. Vâng, một đôi xanh trực huyền. Đôi trực huyền Na Hán này anh em này. Nếu anh em à quên. Nam Điền. Nam Điền, anh em nào ok thì chốt về sửa được. 8 triệu một cây. Không. 15 triệu một cây. 15 triệu một cây. Một đôi này, quý vị ạ. Trực huyền nhá. Cây to lắm.
15 triệu. Một cây, anh em về chỉnh lại theo ý của mình. Vâng. Em cũng rất đẹp. Ui, khế, quê hương là chùm khế ngọt này. Nhiều quả thế. Khế ta đấy. Chua hay ngọt anh? Khế ngọt, khế ngọt. Khế ngọt à? Khế ngọt mới lại quý chứ. Sai quả chưa quý vị? Đúng quê hương là chùm khế ngọt. Cây này phải tầm 25 triệu. Sáng bay, cây này 15 triệu. 15 triệu thôi à? Đẹp quá. Rất nghệ thuật. À, cây này có bộ củ à. Mẹ này. Cây ngọt. Hoành của thân 65. Hoành 65. Đây chắc phải cao tầm 2 mét. Cao 1m9. Cây này giao lưu anh em 15 triệu. Vâng, rất là sai quả. Ok anh Hiệp. Và tác phẩm mộc. Cây mộc hương. Mộc đẹp à? Vâng. Xịn anh em nhé. Hoành là 43. Hoành 43. Thoát thân là 90. Bạn. Thoát thân 90. Thoát thân là 198. 98 gần 1 mét. Cao là 4 mét. Tàn 3 mét. Cây này giao lưu với anh em 65 triệu. 65 triệu. Ok anh Hiệp. Đấy tác phẩm cục lòng bạo chúa. Tỏ thế. Xanh quê này. Xanh quê anh bóng đẹp không? Bóng hình quả núi đây. Làm cái núi miền Nam này. Vâng. Cũng bóng hình quả núi không? Xanh quê này cũng rẻ thôi. 60 triệu thôi. Này là tán bay là 2m6. Chiều cao là 1m8. Đòi chậu này. Nó kín chậu, cây kín chậu. Chậu là 1m8. Cây này giao lưu với anh em là 45 triệu. Đấy, quá đẹp mà. Quá phê luôn chú Mạnh. 45 triệu. Làm phải bao giờ. Bốn năm triệu rồi à? Thế này em đoán 60 triệu. Gần chuẩn đấy. Già lắm. Chất xanh già. Sinh quê thôi nhưng rất già. Vâng, bên này là tác phẩm Khuất Kỷ Cầu Thân. Cúi mình để vươn lên. Cao nó là 2 mét chú Mạnh nhé. Tán đổ từ trên đỉnh nóc này xuống là 2 mét rưỡi. Cao 2 mét. Tán đổ 2 mét rưỡi. Quay đi quay lại thật chi tiết cây này vào. Cao là chiều chậu là chiều dài 1m9. Trên mặt đấy. Chậu dài 1m9 à? Rộng là 1m4. Đẹp quá cái cây này. Nó thật phải chú ý cái cây này. Sướng lắm nha. Chỉ cần mẹ có một tác phẩm này thôi mình ngồi thưởng trà thôi. Cũng đủ lấy nó cây. Một cái cảnh nó đẹp. Miên man rồi. Mai mai làm cái quả phúc về cho nó chín đi. Đại thụ này anh ạ. Nó chú chuẩn đấy.
đây vào. Nhìn hòn đá thì phê rồi. Đây, giờ anh em chúng mình mua được một tảng đá, viên đá như thế này thôi. Về để làm cái non bộ viên này cũng rất nhiều tiền, vài chục triệu. Cái này hợp tác xã giao lưu bao nhiêu anh? Này giao lưu với anh em là 200 triệu. Vâng, 200 triệu tròn. Ok anh. Mời anh xuống đi ạ. Quay xuống tiếp, cẩn thận vào các bác. Xuống này. Thật từ từ đó nhé. Đẹp quá này. Sướng rồi. Vâng. Anh trèo lên đấy. Ẩm như mà chưa lắp máy ảnh đúng không? Anh trèo lên đấy rồi là quá ok. Lắp máy ảnh chưa? Lắp rồi. Cho phát thì cho sướng. Rồi. Ok men. Cái đục đỉnh với cái tùng này là cắt video đúng không? Vâng. Cái tùng này. Tùng này đợt này tùng bật lộc đẹp thế. Tùng là. Đây bắt đầu ra quả đây. Tùng quả à? Quả hay hoa đấy? Quả. Tùng quả là tùng quý đấy. Nhìn kỹ đi. Đang ra quả đây. Không nhìn kỹ đi, tùng quả hay tùng hoa đấy? Không phải tùng hoa, tùng hoa bảo tùng hoa. Tùng quả là tùng quý anh ạ. Cái tùng này là hàng kỹ nhé. Vâng. Hoành được 26. Chiều cao được 90. Tán được 1m2. Cái này báo anh em là 20 triệu. Vâng, 20 triệu quý vị ạ. Vâng, tác phẩm Lộc Vừng, Lộc Bình Tản Vân. Lộc Bình Tản Vân. Rất chất. Quá chất. Xây xanh Nam Điền. Giả. Hay nhỉ, nhìn bộ rễ của nó loang hoàng. Đúng không? Lục Bình, Lộc Bình, Tản Vân. Bao tiền tác phẩm này anh? Tổng báo anh em là bằng 45 triệu. 45 triệu. Tuyệt vời. Ôi, có khi chẳng cần phải đo kích thước đâu, tại vì anh đứng ngay cạnh đấy rồi. Không cần. Nhìn là biết anh ạ. Vâng, 45 triệu. Mọi thông tin quý vị cứ liên hệ trực tiếp với anh Trần Hiệp. 0399903128. Cây này không quay được cái gì bao giờ phải quay phải ấy ra anh ạ. Rồi để cắt đi.